Cô thân chào tất cả các học sinh khối 8. Ở tiết trước, các em đã được học bài nói khóa và chúng ta đã hiểu được tác dụng của nói khóa. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài nói giảm, nói trắng để tìm hiểu cái hay của cách nói này. Các em thân mến, mục tiêu cần đạt của chúng ta trong tiết học này về kiến thức, các em nhận biết và phân tích được giá trị của việc nói giảm nói tránh, biết cách sử dụng biện pháp này khi nói và viết, về kỹ năng phân biệt được nói giảm nói tránh với nói không đúng sự thật, sử dụng cách nói này đúng lúc đúng chỗ để lời nói trang nhã lịch sự, về thái độ biết yêu tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn tiếng mẹ đẻ, phê phán việc nói khoác, nói sai sự thật. Sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu một La Mã nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh, sách giáo khoa trang 107. Chúng ta thấy ở phần ví dụ 1, những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây có nghĩa gì? Tại sao người nói người viết lại dùng cách diễn đạt đó? Ví dụ thứ nhất, 1A. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột Hồ Chí Minh di chúc. Và cụm in đậm, đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Ví dụ B, bác đã đi rồi sao bác ơi, mùa thu đang đẹp nắng xanh trời. Trích trong Bác ơi của Tố Hữu. Cuối cùng, lượng con ông Đỗ đây mà, rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn. Thư nhà Hồ Phương. Ở đây, chúng ta thấy các cụm từ in đậm này đều biểu thị nói về cái chết. Và trong mỗi trường hợp thì từ ngữ được sử dụng khác nhau. Nhưng chúng ta thấy cách nói này làm giảm bớt đi phần nào sự đau buồn nặng nề. Hai, vì sao trong câu văn sau đây tác giả dùng từ bầu sữa mà không dùng một từ khác cùng nghĩa? Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rơm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Trích những ngày thơ ấu Nguyên Hồng. Ở đây chúng ta thấy bầu sữa nóng, đây là cách dùng đảm bảo sự tế nhị, tránh sự thô tục. Ba, so sánh hai cách nói sau, cho biết cách nói nào nhẹ nhàng tế nhị hơn đối với người nghe. Cách nói thứ nhất, con dạo này lười lắm. Cách nói thứ hai, con dạo này không được chăm chỉ lắm. Em thấy cách nói thứ hai, con dạo này không được chăm chỉ lắm, nhẹ nhàng hơn. Như vậy, tất cả những trường hợp trên em thấy đây là cách nói giảm nói tránh. Như vậy, nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng để diễn đạt một cách tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự. Đây cũng là phần nội dung ghi nhớ sách giáo khoa 108. Phần 2, luyện tập sách giáo khoa 108, 109. Sau đây chúng ta cùng đi qua phần luyện tập. Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh vào ô trống. A. Khuya rồi, mời bà đi nghỉ. B. Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé, em về ở với bà ngoại. C. Đây là lớp học cho trẻ em khiếm thị. D. Mẹ đã có tuổi rồi nên chú ý giữ gìn sức khỏe. E. Cha nó mất,
mẹ nó đi bước nữa nên chú nó rất thương nó. Bài 2. Trong mỗi cặp câu dưới đây, câu nào sử dụng cách nói giảm nói tránh? Chúng ta thấy A2, anh nên hòa nhã với bạn bè. B2, anh không nên ở đây nữa. C1, xin đừng hút thuốc trong phòng. D1, nó nói như thế là thiếu thiện chí. E2, hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi. Bài tập 3. Khi chê trách một điều gì để người nghe dễ tiếp nhận, người ta thường nói giảm nói tránh bằng cách phủ định điều ngược lại với nội dung đánh giá. Chẳng hạn, đáng lẽ nói bài thơ của anh dở lắm thì lại bảo bài thơ của anh chưa được hay lắm. Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh như thế để đặt 5 câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau. Ở đây cô có một ví dụ. Phương án của cậu đưa ra dở quá. Phương án của cậu đưa ra chưa được hay lắm. 4 trường hợp còn lại các em về nhà làm tiếp nhé. 4. Việc sử dụng cách nói giảm nói tránh là tùy thuộc vào tình huống giao tiếp. Trong trường hợp nào thì không nên dùng cách nói giảm nói tránh? Chúng ta thấy là trong trường hợp chúng ta cần phải nói thẳng, nói thật, chỉ ra những lỗi lầm ở mức độ nặng của bạn hoặc những sai phạm của người khác được lặp đi lặp lại nhiều lần có hệ thống. Tuy vậy, khi chúng ta nói thẳng, nói thật, chúng ta phải chọn những lời lẽ nhẹ nhàng, tăng tính thuyết phục để hướng người đối diện vào mục đích mà mình đề ra, giúp người ấy nhận ra những hạn chế ở bản thân mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em về nhà học ghi nhớ làm tiếp bài tập 3. Tập viết đoạn văn ngắn có sử dụng nói giảm, nói tránh. Học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô thân mến chào các em, hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.